này được cái cảnh mua được cái tùng rất đẹp. Cái này thẳng đứng luôn, cao khoảng cỡ, cái này tính cao búp hơi 7 mét đấy, đẹp lắm. Không, cây ngọc thì vanh gốc thì to hơn cái này tí, vậy là bằng nhau nhưng nó thấp hơn. Vanh gốc hơn 80 bạn nhé, đó sát gốc nó vào 85 như thằng chim. Cây đẹp quá, quá vip luôn. Bẹ này. Cái này nó phải mười mấy năm đấy chị nhỉ? Lâu lắm rồi nhỉ? Thẳng tán to thế. Chị còn mấy cây nhà trên này, nhà nào bán đi. Con chị nó đi để con gì nó lớn. Em nọ mua của chị ấy được 5 cây, mua của thằng cháu Nghĩa đây 1 cây nữa. Qua vừa mua cây của anh Ngọc, nó bảo cây của anh Ngọc thì với cây này nó bằng nhau. Cây này nó cao hơn. Nhà mình rốt chả biết trồng cái cây này bao giờ. Chị dân Hà Nội làm sao ấy, dân Hà Nội. Nhà chị Hà Tây cũ nhỉ? Nhà chị gốc Hà Tây nhỉ? Vâng, em Thái Bình mà. Vâng, thành người đây rồi. Thố làm gì biết tiếng nào, có biết từ từ nào, chỉ cần biết tiếng nào, độc dân thì chăm chăm Hà Nội ở đây hết. À.